Coi mày cày cái dao ra nhé. Tập đi, cơ hội cho mình rồi. Ui, hốc mê một mà lừa hốc chữ gì à? Phục thêm khiếp á. Phun cái tên. Ui. Mà đâu ốc mê là hốc nổi rồi. Đứa con tập ẩn nghỉ. Ừ. Con đang bắt nghe chứ? Hay một thằng bá đó. Ừ. Học thức bất kỳ thế này. Khỏa em có con chế, con chế mới lấy tông sợ mà chị quyến nhé. Vân Khánh. Ờ đúng rồi, Vân Khánh. Con lấy tông sợ mình sợ. Bầu. Thì bầu ra mới cửa chứ. Ở đây ông đang mắng cho búng này. Lấy thằng trông cùng nón chất kẹt. Chẳng có đi học không? Thằng này bỏ hút đấy mày. Đúng rồi, nhà hai các bạn hai đó hai cũng. Còn nóng nhất.
Anh có nụng quá. Nhìn mỏi thế. Anh nụng tỏa mùi đó. Mùi chết. Bảo chị gửi cái loại tìm mùi chi về. Chị bệnh qua thì có gánh. Quay thì em gửi. Đó đó đó. Đó chị bệnh có gửi đó. Chị có cái, chị có cái ảnh đến. Em có ai? Có cái em với chị vị với trước gửi em cái hình trước đó. Ừ. Thì em để cái ảnh em gửi vào cho. Ừ. Mai này cũng răng nữa cả. Răng nữa, thấy mùi đấy. Mới nó nổ lên nè. Sẵn hết. Nên rõ lắm. Chị là hư hư đó hả? Bữa nay đi ra nặng quá không? Dạ. Em đi xóa tầm ớt.
mà máy đi. Thì đi luôn đi. Không, em cho chị nữa làm thôi. Chị ghi địa chỉ lại cho em đã. Vì là có cái bớt trống giống như em đó, bớt to hơn em nè. Mà là bắn hết mấy trăm nghìn cho mấy. Không, ý là một lần là mấy trăm đó. Bắn mấy lần? Là bắn được một giờ hai giờ chứ đó mà hết. Mơ luôn. Chứ là giống như là nói đấy, bọn em mới thấy chứ là em không thấy. Ừ, mà anh giống bớt em đó. Ừ, là mới bắn được hai ba giờ chứ đó. Chúng mà là không bắn nữa, vì là tôi mơ rồi á. Em nói là chị vô chị bắn đi đó ba. Chị ghi địa chỉ lại cho em với, em vô. Bà là ư ra đây. Bớt em nhạt mà. Ừ thì bớt, bây giờ bớt em mới nhạt mày. Mày nhạt được bắn hai lần đi. Làm gì? Là cũng nói là những bớt lao là không lán nữa. Cho nên chắc chắn là bớt em sẽ làm được. Đi mất nhỉ? Mất không? Em đi làm. Kế. Đơn mỹ sẵn. Mình cho đẹp. Biết mua. Có địa chỉ thì đi thôi. Có chơi ngay đi về. Thả ai tăng ở nhà ấy, đi ngay thứ bảy cũng nhất á. Đem thăm đi chứ. Một ông chỉ cho có xé có cô trong đó khỏe. Chỉ cho vô Đà Nẵng là không lo ấy. Có mấy câu trong là mấy câu chơi ý. Em nghe là em ưng vì năm ngoái là lâu về là nói về em rồi. Mà em không đi thôi cho nên em không để ý. Năm mới lâu về mà. Bơ là quá mua thuốc mà gặp lại. Mà chỉ là chị cho em mới thấy cho lắng đấy. Là về em đi làm, nó chú và nó nói đi làm. Biết mua được.